Cái bên đây em yêu, rất là yêu. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow, ha, dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là anh công chủ Hiến Cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thẳng thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Ồ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ. Em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng đó. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi, dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong giới nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Có, yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi. Em ồ, rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình ế? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi với bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nam không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? Cái đó tốt thế đâu, có nói đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít nên em rất ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo một xíu, khó rất là khó chịu. Trời, tao có người yêu tao khoái nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cả. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cả. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Lấy ai cũng được. Sao vậy? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Thì là năm nay là phải có người dẫn về mới được về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nha. Nếu như mà được thì chừng nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Được, em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua tôi coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít?
Thế mình không thích đích nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? À, có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em biển cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn tí. Hơi thiếu ăn, bây giờ chị tao nuôi cho em nuôi, em nuôi cho em được. Vậy nó chắc chắn đi. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Ờ, không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn đây hiền, nó giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm đó. Muốn nhìn lắm mà phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chi. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy này dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Tôi chỉ hỏi cái này là em tự làm á hả? Dạ, cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng đó, biết ngay này, tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi nó. Bà con thôi, đi dừng luôn nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Không, gần trùng. Gần trùng hả? Khoan, phải hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi không nguy hiểm lắm. Không, không. Thấy có gì quen không? Em nhìn hơi. Có gặp em dỗ, em cưới gì chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. Không vậy thôi, đừng có nói gì. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, trẻ rồi. Thì hai người có thật xấu gì khác nhau hết đi. Nói là mà anh không bấm nút kia sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có, anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nhiều không. Chứ còn em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ là được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Thấy hơi lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn.
Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em rồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng Hấu Tống, Hấu bị lỗi. À, bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui rồi. Ủa đầu cọc hả cưng? Không, ai nói đầu cọc? Xém cọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hộ anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như là trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Chứ ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Một số việc không hợp nhau. Ba năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái thì cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em. Và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Nói hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Nóng không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, với lại em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 rỗi lên ạ. À. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, chững chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng mà đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không ạ, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình phải nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Nhưng nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta mình sẽ nói dối. Ồ. Làm cho một cái sự bất ngờ. À. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm tới người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình về đám chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Nhưng nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Tào lao. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác. Chứ người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lành lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ. Từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong, kể cả sơ rê bé cũng có hết. Biết ta mà mập to, cao, thấp mà sơ rê có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Tôi thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không? Thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt. Nhiều chuyện là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt, nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Nói nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó không phải nhiều chuyện. Tôi gọi bà Tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền.
Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á? Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á? Có thiệt? Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền? Cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá. Rung quá hả? Nhưng không sao, là ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm mà chưa cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhân vậy anh? Ừ, mới nói kìa. Đồn ác nhân quá. Chào em. Nói tôi ác nhân trời. Dễ thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà. Hơi đen chút xíu. Cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha, đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bắt bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính. Anh khá chững chạc và em thấy anh rất hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 rồi. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Phòng phòng dịch vụ cưới hả? Không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Khi từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi á. Về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân. Ác nhân thiệt. Cảm ơn. Ác nhân. Chúng ta sẽ kéo màn nha. Nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là... dụng một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Nói đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à. Ở là anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi. Sắp xếp công việc của mình xong mình có được đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? Gần ở Ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao? Hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay em bằng hai hát. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Em quên. Trời, nghe sóng biển cứ quên hả? Lại 2, 3. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này thì về là mang phát tài, phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm, chúng ta đi đến quyết định.
dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ lại thật kỹ, nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu nhiều về nhau. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi nắm tay dắt bạn gái đi coi phim. Cô hiền nên bị người ăn hiếp. Hiền quá rồi, lỡ như bị em ăn hiếp hay sao? Vâng. Muốn sao? Muốn sao? Chào em trai. Dạ. Chào chị. Chị nào biết không? Cát Tường hả? Chị Cát Tường. Nãy giờ chờ lâu không? Dạ chờ cũng lâu. Lâu. Cảm thấy như thế nào? Sao hết. Một hồi nhớ, bạn gái vô là phải cởi mặt nạ ra nói chuyện thật là lớn, thật to, thật rõ, bản lĩnh lên để thuyết phục được bạn gái nha. Dạ. Ok, rồi ngồi đợi chị sẽ dẫn bạn gái em vậy không? Bên trái là cái ghế rồi, ngồi vô thôi. Rồi, khi đã yên vị chỗ ngồi thì hai bạn có quyền mở mặt nạ của mình ra. Rồi, xin chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ trước tiên là giới thiệu về nhau trước. Và bạn trai giới thiệu trước. Em tên Hàn Kỳ Định, 4 tuổi, sống và làm việc ở đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Nhân viên bán hàng ở Co-op. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị, em chào anh bên kia. Em tên là Trần Thị Sao Mai, năm nay em 30 tuổi rồi. Em làm cũng làm nhân viên siêu thị, nhưng mà ở Bixi. Ồ, hai bạn này nghề nghiệp giống nhau quá ha. Quê quán em ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Quá trùng khớp. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là siêng năng, không rượu chè, không hút thuốc, đồ không cờ bạc, đồ. Điểm yếu em là ít nói, hay quên. Dạ. Ít nói hay quên. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng. Yếu thì là cũng ít nói nha, nóng tính. Nhưng mà được cái là cũng không có thù giặc gì ai hết trơn á chị. Hai bạn mà ai cũng ít nói hết trơn rồi, làm sao chia sẻ được những cái vui buồn trong cuộc sống. Cho nên đôi lúc là có thể ít nói với mọi người, nhưng với người mình yêu thương thì mình phải chia sẻ ha. Chia sẻ thì mới có thể thấu hiểu được nhau. Mỹ không? Dạ. Giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ, cách đây em 1 năm ạ. Lý do tại sao lại chia tay? Kiểu như là ảnh cứ nhiều bí mật quá chị, cứ giấu giấu giếm giếm rồi cảm thấy không được an toàn hả? Chẳng hạn như em muốn về gia đình của ảnh để mà tìm hiểu về gia đình á, mà ảnh cứ kéo dài thời gian hoài. Nếu vậy là chắc chắn anh này có vấn đề rồi. Rồi vậy thì còn em? Dạ, em trải qua một mối tình cách đây 5 năm. Thứ ra chia tay là tại vì không hợp nhau, tính tình, lối sống rồi không hợp. Mà nãy còn ham chơi rồi, muốn chưa muốn lập gia đình. Trong môi trường siêu thị thì thiếu gì người đi ra đi vô đông nghẹt đó. Người nhỏ tuổi quá còn ham chơi, còn là người lớn tuổi quá mình nở khó khăn. Trời đất ơi, trời đất ơi. Bao nhiêu là nhỏ mà bao nhiêu là lớn? Bằng em đồ, lớn tuổi hơn là xin nở khó khăn. Chứ vậy em muốn tìm quen một người bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn 4 tuổi. Nhỏ hơn 4 tuổi. Tào lâu. Kén chọn này, ông nói ông kén chọn. Người ta thiếu gì người 4 mấy tuổi, 4, 2 tuổi, năm nay tôi đẻ nè. Tôi đẻ ngon lành luôn, con thông minh xinh đẹp luôn nè. Tin chờ coi. Làm gì có cái chuyện đó. Không có chuyện đó đâu. Yêu là được rồi. Đồng ý không? Dạ. Nghe chị nói đã quá. Rồi vậy thì còn em, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chững chạc một chút mà thành thật. Đừng có gia trưởng quá chị. Với lại biết lo lắng cho gia đình. Đừng có ăn nhậu chè chén này, cờ bạc đồ mà. Em không thích à. Em có ăn nhậu cờ bạc rượu chè gì không? Không, không, không có cái gì hết. Dạ. Nhậu thì lâu lâu mình uống vài lon thôi. Tại vì trong công việc thôi đúng không? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Vô tâm mà. Không có tự lập về tài chính. Em có còn xin tiền ba mẹ để xài không? Không. Dạ, nhà đông anh chị em không? Dạ có em gái rồi. Về ngoại hình em thích người như thế nào? Cao ráo, mập mập tròn tròn. Em nhìn sạch sẽ chút chị. Sạch sẽ.
Rồi chút xíu đi em kiếm, em nhìn đi, em kiếm ảnh đi ha. Còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Quan tâm lo lắng, biết kính trọng người lớn tuổi, ngoại hình thì cũng dễ nhìn thôi. Cho chị mượn cái hình của em cho ảnh đoán coi. Một tấm thôi là tìm mệt mỏi rồi, hãy tìm ra cô ấy trong 7 người phụ nữ sao. Hãy cho ảnh một vài gợi ý đi. Tóc dài, ốm. Cái nữa thôi, khó khó một chút. Da trắng. Tóc dài, ốm, da trắng. Tìm đi. Tìm ra không em? Thích người này quá. Cứ để đó. Đâu, có chưa? Này. Rồi, cứ giữ nguyên hiện trường đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim này ra để xem cái cảm giác của các bạn, cái sự phỏng đoán của các bạn, cái giác quan của các bạn có đúng hay không nhá. Cứ sai sẽ bị đối phương nhéo lỗ mũi, được không? Búng lỗ mũi, búng lỗ tai, đồng ý không? Đồng ý. Mở cửa trái tim. Chào anh. Ai cười, ai bị búng? Trời ơi, em bị búng. Em bị búng. Tặng hoa cho cổ trước đi rồi cổ búng. Dạ, cảm ơn. Búng mạnh vô, búng một cái chốc. Đó, cái tội đoán sai. Cổ là ai đâu? Dạ, cô này. Đúng rồi. Còn cổ là cổ đoán đúng ra bạn luôn, không cần gợi ý nào hết, đoán trúng bạn luôn đó. Lần đầu tiên khi mới cánh cửa kéo ra thì hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Dễ thương. Phù hợp với tiêu chí của mình được mấy mươi, bao nhiêu phần trăm? Dạ cũng 80%. 80 luôn, dữ vậy. Em cảm nhận về cô gái phía trước mặt như thế nào? Xinh đẹp. Rồi 70%. Bây giờ các bạn sẽ có thêm một khoảng thời gian nữa để trò chuyện với nhau. Đây là một combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food, ship thức ăn nhanh. Một set này trọn gói gồm có là gà thóc mật ong nè, rồi kimbap truyền thống và trứng của ngũ sắc. Ăn no được cho cả hai người nhưng mà cái giá cả thì rất là sinh viên. Mời hai bạn cùng thưởng thức. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Mời anh. Mời bạn. Bạn làm lại lâu chưa? Cũng gần 3 năm rồi anh. Anh ở trên này với ai? Không hỏi, ngã ra luôn mà. Ở với ba mẹ luôn hả? Vâng. Những lúc rảnh rỗi anh thích làm cái gì? Phim, đồ đọc báo rồi à. Anh có thích đi du lịch không? Có, đi 3 năm trước đi Thái Lan. Còn mới đây, năm trước ngói thì đi Malaysia. Thích đi phượt không? Đi chung với tour đi. Tour hả? Chứ không phải đi phượt hả? Em thích đi phượt hơn. Ôi trời ơi, mình đâu biết tiếng người ta đâu mà đi phượt. Thì đi mình đi lòng vòng ở Việt Nam cũng được vậy. Này mình nói bạn làm phụ thị luôn, phụ thị nào vậy? Bixi anh. Trước mình cũng làm bixi miền Đông á. Nhân viên bán hàng nhân viên bán hàng gia dụng. Gia dụng. Em quay thức ăn sẵn. Người sao anh nghĩ bên đó? Tại của hiền nên bị người ta ăn hiếp. Hiền quá rồi, lỡ như bị em ăn hiếp hay sao? Vâng. Cũng sao? Cũng sao? Hiền thiệt. Em bị em nam tính lắm á, anh có sợ không? Cũng... vừa nhịn nhau là được rồi chứ không cũng trời vậy em ít nói anh ít nói không biết nói gì luôn á. Rồi rảnh bạn thường đi đâu trời? Em cũng ở nhà chơi game vậy thôi. À lúc trước bạn làm gì? Trước đó hả? Trước đó thì em làm công ty dệt. Có ngon không? Dạ ngon. Bạn ăn thử món này lần nào chưa? Có ăn rồi chị. Ăn rồi nay mùi vị như thế nào? Ngon ngon chị. Hồi nãy giờ nhát quá rồi tôi đi rồi có nói gì không hay là ăn không à? Không, nói chút chút thôi. Nói chút chút thôi, tập trung ăn. Tâm sự được nhiều không em? Dạ không. Ủa em cũng ngồi ăn luôn hả? Hai bạn ngồi ăn không, không nói gì trơn hả? Dạ đói quá. Trời ơi, thì chị Tường sẽ cho hai bạn bốc một cái thăm. Ở trong cái phiếu này nó sẽ có một cái yêu cầu dành cho đối phương. Thì bạn này bốc sẽ yêu cầu bạn kia trong này ghi cái gì thì đối phương phải làm cái điều đó, được không? Đọc lớn lên. Ngủ hôm đầu của anh là năm bao nhiêu tuổi, ở đâu? Khoảng đất ra thì khoảng 5 năm chị. Hùng ở đâu? Hùng ai? Hùng người đầu tiên. Ừ. Nụ hôn đầu của bạn là ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Hùng ai? Hùng Duyên. Bao nhiêu lâu rồi? Năm nào? 5 năm trước hả? Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất khi đi nào? Làm đi, biểu cảm gì mà ảnh thấy là đáng yêu mới được nha.
Em cũng không biết nữa. Đó, vậy là sắp đáng yêu rồi đó, làm đi. Không là phạt đó. À, làm đi bạn. Đáng yêu không? Được à? Được không? Được chưa? Được rồi. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho hai bạn nè. Nói trực tiếp với cổ trước khi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau. Mà chúng ta cần có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Hiện tại bây giờ cảm xúc trong người bạn cảm thấy như thế nào? Bình thường. Còn em gái, hiện tại em đang cảm nhận như thế nào? Em thì em cảm nhận là em hiền. Hiền quá. Hiền quá. Hiền quá. Quá hiền. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn hãy nhắm mắt lại, đặt tay vào cái nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu như hai bạn cảm thấy đối phương là một nửa mà mình đang tìm kiếm, mình muốn có cơ hội để mà quen biết nhau, tìm hiểu nhau kỹ hơn, thì chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Nếu không đồng ý, các bạn hãy lấy tay mình ra. 1 2 3. Rồi, một đôi mảnh ghép đã cùng sáng đèn. Xin mời hai bạn về một phía. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường xin gửi tặng hai bạn một những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Ngoài ra, chị Tường còn gửi tặng cho hai bạn một voucher thưởng thức những món ăn thuần Việt nhưng được trình bày bắt mắt theo phong cách Âu Châu tại nhà hàng Galit. Đây là nơi đến lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò, kỷ niệm dịp đặc biệt hay là đi cùng với gia đình. Các Tường cũng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đã theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Nếu những ai đang còn mong muốn khao khát tìm được một nửa của mình để giải thoát những cái tháng ngày sống cô đơn rất là buồn tẻ, thì chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký với chương trình các bạn nhé. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên xem và nhấn subscribe quý vị nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Là một chương trình hẹn hò thực tế tuy mới lên sóng trong thời gian gần đây nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của quý khán giả. Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Đầu tiên đến đây là không cần cách xe. Trong trắng trinh nguyên. Một trong những điều quan trọng làm nên sự thành công của chương trình đó chính là các bạn nhân vật khi tham gia. Đầu tiên, phải kể đến những chàng trai tài giỏi. Mặc dù khéo ăn, khéo nói, nhưng vẫn lận đận tình duyên. Tôi tên là Lê Văn Cương, năm nay 29 tuổi. Và hiện tại tôi đang làm công việc đó là kinh doanh các sản phẩm đào tạo và các giải pháp giúp cho các hệ thống kinh doanh online kinh doanh và phát triển một cách tuyệt vời hơn. Lê Văn Cương, CEO tài ba, giỏi kiếm tiền, lận đận tình duyên do trúng lời nguyện. Một trong những lý do em đến chương trình này đó là em kiếm tiền được nhưng mà em không có giữ được tiền. Mọi người đều nói là nên lấy vợ đi thì sẽ giàu hơn. Em có một cái bài hát mà nói chung là nó có cảm xúc với em bởi vì nó gắn với một người mà em yêu khá là sâu. Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cánh hoa, những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta, để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ em, đến một ngày mình gặp lại nhau giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi những bông hoa mặt trời. Wow. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra thì em chưa có mối tình nào cả. Hả? Lý do? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một lời nguyền nào đấy. Đôi khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối. Tặng chúc. À dạ em cảm ơn. Okay. À. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ.
anh mong rằng đó là em. Cảm ơn em. Dạ. Wow. Trời ơi. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Minh Phương, chiều người yêu vô điều kiện, chăm ngô sống, một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh điểm yếu luôn. Mạnh luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc là nhân sự và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của đại học MIT và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa. Lữ Minh Trí, đại thiếu gia, chủ hai nhà hàng, tuổi trẻ tài cao, nam thần không tì vết. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn á hả? Hai cái gì? Hai cái, dạ. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn bây giờ ta show hết trơn rồi mình show giữ luôn đi trời nhăm nhó. Tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được. Đó. Không biết hát nhưng mà biết đàn. Cũng là một tuyệt chiêu với bộ. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sự ấm đen, cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời rồi anh ơi. Thì em xin ở đây nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Sẽ có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, bốn bánh có trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Đúng rồi, dạ. Bình thường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được hai mối tình. Tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Còn tầm đó 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa tại tập trung em môn thi. Thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi, bạn em gọi thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á. Bắn qua bắn lại cái tôi bị giật á. Chị không? Đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sát tình. Áo đỏ nào? Vậy bạn. Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ.
là bạn ghế đỏ, ghế là đỏ, khi mất của em đỏ. Là tiếng sét đình đỉnh vào trong tim rồi. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật đó chị, giật hơi, điện hơi, giật hơi mạnh, sắp bùng tim em luôn rồi. Sắp bùng tim luôn rồi. Sao tay anh lạnh thế vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi, nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình. Ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Phạm Văn Phúc, nam thần tiền tỷ, tự lập, giỏi giang, đam mê boxing, đánh ngất. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài ra là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em sống tình cảm, sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà, chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn rất khó. Cái đó ha. Em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120 kg. Từ trước đến giờ thì đã từng trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá và học tiếng Nhật tiếng đồ nữa, rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi. Làm gì mà trời ơi giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với lại cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Và tiếp theo, phải kể đến những chàng trai ế nhờ thực lực chứ không phải ngẫu nhiên nha. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lê Bảo Thoại, chàng sĩ quan nghiêm nghị, nam thần thật thà, nam vương vùng biển, chúa tể của chiếc vỏ ốc. Sĩ quan, gấp vụ gì rồi? Dạ trung úy, em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm, thực sự là chưa có mối tình chính thức nào thì. Ôi, sao số lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi vô ngồi em ơi. Cái sao dịch ra liền vậy? Gì ghê vậy? Sao có chuyện gì vậy? Thì ngắm thấy là biết là được rồi. Ngắm thấy là biết là được rồi. Ôi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa, ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em anh thấy em cầm đi thế này là nó hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u chứ. Thông cảm. Thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, mà đừng có cười người ta dạy thiệt tình luôn á. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bà mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn đó. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nha. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. Phạm Trung Thuận, nam thần chịu đựng. Tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ 3 của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2-3 tháng. Cái áp lực gia đình bạn nó đó. Áp lực sao Thuận? Kiểu như là mẹ bạn nó rất là khó. Bắt leo lên nhà, sửa nhà rồi phải sửa điện rồi thử 3 tháng liên tục luôn. Bạn như ngày nào cũng qua kêu sửa điện hết. Rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp. Cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu
Dạ. Nó kêu sao, ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái vai bác nhất đó, con đánh bóp mình cho bác. Em sợ nhất tới giờ luôn. Em sợ nhất tới giờ luôn. Tội nghiệp thằng bé. Mối tình đó, đó hả? Mối tình mà mình đánh như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Ừ. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong làm việc xong rồi ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn rồi đủ chị em. Em quay xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Ờ vậy là trả công đó. Mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy đó. Mỗi lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh gửi chén cho em đánh bóp cho da cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bạn đó bạn Thanh không có đánh bóp được. Và coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Hay, chúc mừng em một mối tình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Dạ, em sợ luôn. Em sợ. Lại Phương Dũng. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương, rất là xinh. Em bạn nó còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn nó còn xinh hơn con vịt. Bạn nó còn xinh hơn con vịt. Bạn nó khổ gì vậy? Con vịt nó rất là dễ thương. Câu 1 nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng như vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan à. Con vịt Lalafan là... Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500.000 của Lê Lợi. Lê Phước Tài, thiên tài số đếm 3, 6, 9. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao book đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không có ai trả cách xe đâu nha. Mục tiêu em đến đây là không cần cách xe. Chỉ cần có người đem về. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè, sau lưng trước mặt chuyện nói em hai mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em. Rồi cái mối tình đấy, nó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng. Mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì... mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa, đặt tên nhờ. Tài mấy tháng? Cũng như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi thôi. Nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mối tình 3 tháng. Em rút ra buổi học sau một lần bạn nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi gì em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến là lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó. Em ngộ ra, em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á. Em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói. Và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể. Đó là cái điểm yếu của em đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân. Đó. Em rút ra kinh nghiệm là em không, đừng nên nói nhiều nữa. Đúng, im lặng. Thôi im luôn đi chơi. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Lê Minh Thi, 28, sườn xanh, trong trắng, tinh nguyên. Đôi mùa này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ được hôn má ai đâu. Em có 2 mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng không phải mối tình đó chị. Nó giống, rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng, tự dưng là bạn chia tay không? Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không, lý do không? Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cuốn vòng vòng đi ăn, xem phim, vòng vòng gì đó. Các chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết, khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay đi. Nắm tay à, dưới làm gì khán giả cười cái đâu nhỉ? Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. 2 mối tình? Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả 2 cô đều chưa hôn cô nào hết? Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp với ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời bữa này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tụi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. Biết rồi, 28 tuổi chưa hôn lần nào. Có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hôn vậy ta? Hả? Bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không?
Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Bây giờ em để dành đi 28, vậy em để dành 2 năm nữa, coi như là cưới sau em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Em tên là Lê Văn Tiên, hiện tại công việc của em là đang bán hàng kinh doanh. Lê Văn Tiên, trong sáng, hồn nhiên, nhất kiến trung tình. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. À, rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn, cũng được lắm. Sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chất quốc vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không, em anh gói lại cho em. Anh. À, rồi để đây. Rồi nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Thôi mệt quá, dẹp hai này. Không thể không nhắc tới những sái ca với ngoại hình vô cùng điển trai nhưng lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Em là Thành Nguyên, thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh. Thì năm nay em 25 tuổi. Thành Nguyên, sái ca 10 điểm đẹp trai, nền mô tô, không gì có thể làm khó được anh. Cá tính của em là cái gì? Khúc này là em phải đía liền. Ngon à. Không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ? Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hay cá tính chưa? Chưa. Thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được, về sức khỏe, về tập gym hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Em chạy qua 2 mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị và có một người con rồi. Bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm. Nên bạn đó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn đó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Mở cửa trái tim. Cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Mới đá lòng nghèo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá ai đâu. Mà hiện giờ đang rộn ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Tới phiên cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Cười. Văn phòng mình phải thể hiện đúng lắm. Ờ, nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Mạnh mẽ lên. Rồi, ôi. Cảm ơn anh. Chưa anh. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi hả chị? Nói gì đâu. Kêu tặng người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rung quá không nói gì chị ạ. Không phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè. Chứ không nói dạ. Gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay, ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ừ. Ít ra hồi em vẫn về nhà gặp mẹ. Còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó em cũng sợ mở ra trúng câu nào đọc câu đó, là ý nghĩa của nó là như vậy. Hai đứa chủ động đi. Chị. Cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây hiểu hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi.
Rồi, tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây, tí mình bấm nút sau nha. Okay. Tí mình bấm nút sau nha. Ok. Ok. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7 và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy, giỏi quá vậy. Thanh Tùng, soái ca biết nhiều thứ tiếng, giọng ca vàng trong làng hát hay, được tình đầu nâng như trứng, hứng như hoa. Dạ, điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Tùng hát hay lắm nha. Em cao mét mấy? Dạ, 7'8". Wow, chàng trai này ngon ha. Để còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ, mà sao 7'8". Nãy giờ ngồi mắc cỡ hay gì, mặt đỏ lòm dạ. Vậy? Da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nãy nhà hả? Em ai cũng trắng. À, nhà dạ. Trắng vậy đó hả? Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89 lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Rồi. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy rồi. Mới cái chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Dạ. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng hoạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, đến nỗi em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31. Võ Văn Vương Hoài Linh, soái ca với làn da trắng hồng, chiều cao 1m78, biệt tài, đam mê nghe nhạc thân sâu. Mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng bên nhân sự, với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình thứ 3 thì 2019. 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ vậy đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn thì không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nói ủa sao anh không nói gì hết. Thì đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm bang. Em mới là đâm bang á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc. Rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong em nói. Thì nếu như là chị nói về nhà nghe nhạc. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thí. Hoa hậu Mai Phương Thí á hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi, đúng rồi, đó là mơ ước mà.